Mặt tối của ChatGPT, siêu AI đang khiến cả thế giới lo sợ. Thời gian gần đây, siêu AI ChatGPT đang tạo sóng tranh luận trên khắp Internet bởi sự thông minh vượt trội của mình. Nhưng chính vì quá thân sâu mà ChatGPT đang gây ra nhiều lo ngại rằng nó sẽ cướp đi công việc của nhiều người hay bị lợi dụng để làm điều xấu. Dĩ nhiên, những lo ngại này không thừa bởi thời gian gần đây, ChatGPT đã bị lợi dụng để gian lận trong thi cử và thậm chí là lừa đảo với mức độ tinh vi cao. Trở thành nỗi kinh hoàng của giáo viên. Ra đời từ tháng 12 năm 2022, chatbot ChatGPT ngay lập tức đã trở thành hiện tượng đình đám với khả năng trả lời các câu hỏi như người thật. Chính vì vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, chatbot này đã có hơn 1 triệu người sử dụng. Nhiều người thậm chí còn coi nó là sự thay thế hay thậm chí là vũ khí chấm dứt sự độc tôn của Google. Nhưng khi ChatGPT ngày càng phổ biến, nó càng ẩn chứa rủi ro khi được phổ cập cho mọi nhà. Guardian cho rằng, siêu AI được đào tạo dựa trên một lượng lớn văn bản từ Internet. Nhiều nội dung không được sự cho phép của tác giả. Điều này dẫn đến những tranh cãi về việc công nghệ có thể bị lạm dụng để rửa bản quyền, giúp người đạo văn có thể lách luật. Cứ thử yêu cầu chatbot AI ChatGPT viết cho bạn một bài luận hoặc thậm chí một bài thơ theo chủ đề nào đó. Chỉ vài phút sau, bạn có thể nhận được một bài viết chỉnh chu, không khác gì vừa được một tay viết chuyên nghiệp nào đó chấp bút. Đó chính là ưu điểm khiến người dùng toàn cầu tỏ ra hào hứng đối với chatbot AI mới nổi này. Tuy nhiên, có rất nhiều người lại lo lắng về khả năng này của ChatGPT, đặc biệt là các giáo viên trong môi trường giáo dục khi nhận thấy nó có thể bị lạm dụng cho các mục đích gian lận trong học tập. Kéo theo đó là những biện pháp phòng ngừa có phần cực đoan để ngăn chặn nguy cơ này. Ngày 4 tháng 1 năm 2023, Sở Giáo dục thành phố New York, cơ quan quản lý giáo dục lớn nhất nước Mỹ, thông báo lệnh cấm truy cập ChatGPT trong hệ thống mạng và thiết bị của các trường công tại thành phố này. Jenny Lyle, phát ngôn viên của cơ quan này cho biết, quyết định này có nguồn gốc từ những lo ngại về tác động tiêu cực đối với việc học của học sinh, cũng như về sự an toàn và chính xác của nội dung. Tương tự New York, một giáo sư ở London cũng đã kiểm tra khả năng làm bài thi của ChatGPT và cho biết câu trả lời của chatbot này mạch lạc, toàn diện và bám sát vào các ý chính, những điều sinh viên thường không làm được. Do vậy, ông cũng đang phải đặt ra một dạng bài kiểm tra khác hoặc là tước quyền truy cập Internet của sinh viên ở các kỳ thi trong tương lai. Triệt để hơn là một giải pháp từ các trường đại học ở Úc. Nhóm 8 trường đại học hàng đầu nước này cho biết họ sẽ thay đổi cách kiểm tra trong năm nay do sự xuất hiện của công nghệ chatbot mới. Một trong số đó là việc sử dụng giấy và bút trong các bài kiểm tra thay vì dùng máy tính. Thậm chí, Đại học Quốc gia Úc còn đã thay đổi cách đánh giá sinh viên dựa trên các hoạt động của phòng thí nghiệm và hoạt động thực địa, tính thời gian cho các bài thi cũng như tăng cường nhiều bài trình bày miệng hơn. Quả thực, cho đến nay, hầu như chưa có giải pháp hữu hiệu nào có thể phân biệt được chính xác một bài thi do người làm hay AI làm. Các biện pháp phòng ngừa có phần cực đoan nói trên là điều khó tránh. Mới đây, sinh viên của trường đại học Princeton Edward Tien đã phát triển nên một ứng dụng có tên là GPT-Zero, có thể phân biệt được các đoạn văn bản do AI viết hay do con người viết. Tuy nhiên, chính anh cũng thừa nhận đây chưa phải giải pháp hoàn hảo, khi vẫn có nhiều trường hợp người dùng thử cho biết ứng dụng này không phân biệt được. Khi ChatGPT là khởi đầu cho nguy cơ gian lận, liệu chatbot này có cách nào để phân biệt các bài viết đó hay không? Chính phóng viên của trang tin AP cũng đã hỏi ChatGPT điều này, và dưới đây là câu trả lời của nó. Để xác định xem một điều nào đó được viết bởi AI hay con người, bạn có thể tìm kiếm sự thiếu vắng của các trải nghiệm hoặc cảm xúc cá nhân. Kiểm tra sự thiếu nhất quán trong phong cách viết và xem liệu các từ ngữ có rời rạc hoặc các cụm từ có lặp đi lặp lại hay không. Đây có thể là những dấu hiệu cho thấy đoạn văn bản được một AI tạo ra. Trong khi chờ đợi một ứng dụng có thể phát hiện sự gian lận bằng AI trong giáo dục, thì OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT cho biết họ đang tìm cách ngăn việc gian lận bằng sản phẩm chatbot của mình. Chúng tôi không muốn ChatGPT được sử dụng cho các mục đích sai trái trong trường học hay bất kỳ nơi nào khác. Vì vậy, chúng tôi đang phát triển các biện pháp giảm thiểu để giúp bất kỳ ai cũng có thể xác định được các đoạn văn bản do hệ thống này sản sinh ra, đại diện công ty cho biết. Dùng ChatGPT để lừa tình. Không chỉ được ứng dụng để gian lận trong thi cử, Forbes cho biết tội phạm mạng bắt đầu sử dụng ChatGPT của OpenAI cho mục đích xấu. Chúng được dùng để tạo công cụ hack
xây dựng các chatbot đóng giả phụ nữ cho mục đích lừa đảo, tạo phần mềm độc hại có khả năng theo dõi thao tác gõ bàn phím của người dùng hoặc tạo ra mã độc tống tiền. Alex Holden, người sáng lập công ty tình báo mạng Whole Security cho biết, ông đã thấy những kẻ lừa đảo trên dịch vụ hẹn hò trực tuyến sử dụng ChatGPT. Holden nói, chúng lên kế hoạch tạo ra các chatbot đóng giả các cô gái nhằm tìm kiếm và dụ dỗ mục tiêu, tự động hóa các cuộc lừa đảo. Điều này giúp kẻ gian săn được nhiều con mồi hơn. Theo công ty an ninh Checkpoint của Israel, các diễn đàn tội phạm ngầm ngày càng xuất hiện nhiều mã độc được tạo bởi AI. Chẳng hạn, hacker từng ẩn danh trên một diễn đàn mua bán dữ liệu đã chia sẻ một phần mềm độc hại nhắm đến thiết bị Android được viết bởi ChatGPT. Một bài đăng khác giới thiệu backdoor cho máy tính có thể tải thêm phần mềm độc hại lên máy bị nhiễm, sau đó lan truyền ra toàn hệ thống. Trong một diễn đàn hacker khác, một người dùng đã chia sẻ mã nguồn Python của một ứng dụng có thể mã hóa tệp và cho biết nó do phần mềm của OpenAI tạo ra dựa trên một kịch bản đã có sẵn. Theo đánh giá của Checkpoint, phần mềm này hướng mục đích tốt nhưng nó cũng có thể dễ dàng bị sửa đổi để mã hóa hoàn toàn máy của ai đó mà không cần bất kỳ tương tác nào của người dùng, tương tự cách thức hoạt động của ransomware. Đến nay, các tính năng hỗ trợ mã hóa mà ChatGPT tạo ra vẫn được đánh giá là khá cơ bản. Dù vậy, chuyên gia của Checkpoint cho rằng hacker sẽ sớm tìm ra cách thức tinh vi hơn trong việc biến AI thành lợi thế của chúng. Rick Ferguson, phó chủ tịch bộ phận bảo mật tình báo tại công ty an ninh mạng Forescout của Mỹ, đánh giá ChatGPT hiện chưa có khả năng mã hóa thứ gì đó phức tạp, chưa thể tạo ra phần mềm có khả năng tương tự các chủng ransomware từng thấy trong các sự cố tấn công mạng những năm qua. Tuy nhiên, công cụ của OpenAI sẽ giúp người mới rút ngắn quá trình học hỏi để tham gia vào thị trường bất hợp pháp đó. Cũng theo Ferguson, bên cạnh việc xây dựng phần mềm để đánh cắp dữ liệu của nạn nhân, ChatGPT cũng có thể bị lợi dụng để xây dựng website và bot lừa đảo người dùng chia sẻ thông tin cá nhân. Ông cho rằng, việc công nghiệp hóa lừa đảo và đánh cắp dữ liệu có thể xảy ra trong tương lai gần. Còn Sergey Shikevich, nhà nghiên cứu mạng tin báo mạng của Checkpoint, dự đoán ChatGPT sẽ là một công cụ tuyệt vời cho các hacker không thông thạo tiếng Anh có thể tạo ra những email lừa đảo bằng ngôn ngữ này. Theo ông, cần có hành lang pháp lý sớm nhằm tránh việc ChatGPT bị lợi dụng. Đến nay, OpenAI đã triển khai một số biện pháp kiểm soát ngăn chặn các yêu cầu nhạy cảm mà người dùng đưa ra cho ChatGPT, trong đó có xây dựng phần mềm gián điệp. Dù vậy, kẻ xấu vẫn được cho là đang tìm cách lách luật để tạo ra các sản phẩm phục vụ cho mục đích của chúng. Sẽ sớm trở thành một công cụ tầm thường như Excel. Vì độ thân sâu của mình mà ChatGPT đang gây ra hai làn sóng tranh cãi, một bên ủng hộ vì ChatGPT là minh chứng cho sự vượt trội của công nghệ, là thành tựu mới của con người. Một bên chỉ trích vì lo sợ nó sẽ thống trị thế giới hoặc tạo ra những rắc rối như đã kể trước đó. Theo quan điểm của giáo sư John Norton tại Open University của Anh, chia sẻ trên tờ The Guardian, thì những phản ứng đối với ChatGPT hiện nay không gây quá nhiều bất ngờ. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử thì rất nhiều lần dư luận đã có sự đánh giá quá cao tác động ngắn hạn của các công nghệ truyền thông mới, trong khi lại đánh giá quá thấp những tác động lâu dài của nó. Điều tương tự từng xảy ra với báo in, phim ảnh, phát thanh, truyền hình và Internet, và tôi nghi ngờ rằng chúng ta vừa nhảy vào cùng một vòng quay nhận thức như vậy, ông chia sẻ. Theo giáo sư John, trước khi cảm thấy cần phải đưa ra lời cảnh báo cộng đồng hay bất cứ thứ gì tương tự, hãy nên kiểm tra bản chất của con quái vật mang tên là ChatGPT. Về cơ bản, đó là thứ được gọi là mô hình ngôn ngữ lớn LLM đã được tăng cường sức mạnh với giao diện đàm thoại. Mô hình cơ bản này đã được đào tạo trên hàng trăm terabyte văn bản, hầu hết trong số đó có thể được lấy từ web. Vì vậy, có thể nói rằng nó đã đọc hoặc ít nhất là nhập hầu hết mọi thứ đã từng được xuất bản trực tuyến trên mạng Internet. Do đó, ChatGPT khá thành thạo trong việc bắt chước ngôn ngữ của con người, một trong những lý do căn bản khiến nhiều người sa vào thuyết nhân hóa, coi hệ thống giống như con người hơn là giống máy móc. Đó cũng là lý do nhiều người cảm thấy thích thú với ChatGPT khi có cảm giác rằng chatbot này giống như có tri giác. Một học giả nổi tiếng về AI là Murray Shanahan cũng có quan điểm tương tự. Trong bài viết nói về các mô hình ngôn ngữ lớn đăng tải trên Asif, ông giải thích rằng LLM là mô hình toán học về phân phối thống kê của các mã thông báo, tức là các từ, phần của từ hoặc ký tự riêng lẻ trong một kho văn bản rộng lớn do con người tạo ra. Ví dụ, nếu bạn đưa ra một câu hỏi cho mô hình ChatGPT chẳng hạn như người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là, và nó sẽ trả lời là Neil Armstrong, thì đó không phải là vì mô hình biết bất cứ điều gì về mặt trăng hay sứ mệnh của tàu Apollo.
Thay vào đó, chúng ta đang thực sự hỏi nó một câu hỏi sau đây. Với sự phân bố thống kê các từ trong kho văn bản công khai và rộng lớn, những từ nào có nhiều khả năng nhất để sắp xếp theo trình tự, người đầu tiên bước đi trên mặt trăng? Và câu trả lời phù hợp nhất ở đây cho câu hỏi này đó chính là Neil Armstrong. Vì vậy, những gì đang diễn ra trên thực tế là quá trình dự đoán mã thông báo tiếp theo, tuy nhiên chúng ta thường liên kết nó với trí thông minh của con người. Điều này có thể giải thích rằng tại sao rất nhiều người ấn tượng với hiệu suất xử lý của ChatGPT. Giáo sư John cho biết, ChatGPT làm ông nhớ lại câu chuyện về phần mềm bản tính đã tấn công giới kinh doanh như một tiếng sét giữa trời quang vào năm 1979, khi Dan Bricklin và Bob Franson đã viết ra VisiCalc, chương trình bản tính đầu tiên cho máy tính Apple II. Nó đã bán được hơn 700.000 bản trong 6 năm và có tới 1 triệu bản trong suốt lịch sử của nó. Một ngày nọ, Steve Jobs và Steve Wozniak đã thức dậy và chợt nhận ra rằng nhiều người mua máy tính của họ đang mặc vest và làm việc trong văn phòng, chứ không phải là các game thủ hay bất cứ kiểu người nào khác. Hóa ra, chính phần mềm VisiCalc đã giúp họ bán phần cứng chứ không phải là ngược lại. Nhìn vào thành công đó, IBM đã thúc đẩy việc tạo ra những chiếc máy tính của riêng mình và Mitch Kapor đã tạo ra chương trình bản tính Lotus 123. Cuối cùng, Microsoft đã viết ra phiên bản bản tính của riêng mình, gọi nó là Excel, hiện nay đang chạy trên mọi chiếc máy tính trong mọi văn phòng ở các nước trên thế giới. Các phần mềm này đã đi từ một công cụ hỗ trợ hấp dẫn thành một công cụ bình thường. Tất nhiên, vẫn có những người có thể kiếm bộn tiền từ Excel ngày nay. Kat Norton, hay còn được gọi là Miss Excel, đang kiếm được cả trăm ngàn đô mỗi ngày từ việc dạy các thủ thuật Excel trên TikTok. Và khả năng cao là một ai đó ở đâu đó cũng đang lên kế hoạch làm điều tương tự với ChatGPT. Nói tóm lại thì, theo các nhà khoa học, dù có thâm sâu tới cỡ nào thì ChatGPT cuối cùng cũng sẽ chỉ là công cụ giúp con người hoàn thành công việc một cách dễ dàng hơn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!